ơi, chút 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 chút. Thank you.
Thank you.
Thằng giết đổ cho được chín linh tinh thế này. Mẹ để ở đây hả? Thôi đi ấp đi. Để tiếp đi. Làm khổ cho. Thank you.
Ngân. Về đây. Về ra nổ gà. Về thăm bạn mà. Đi bộ lên. Đi bộ lên mà. Xe để đâu? Xe dưới chân. Xe dưới nhà. Ờ, mệt không? Mệt. Ngươi nhìn đi. Ngươi ghế đâu rồi? Ôi trời ơi. Đẹp nhờ. Đang khó lắm. Làm cả buổi có tới 2 cái. Đàn này đẹp nhờ Binh nhờ. Mình cũng muốn làm. Mình đan thử nhá. Đan đi, đấy. Có thì mình đan thử. Mà mưa quá lên trên đấy. Ăn cái này bao giờ chưa? Chưa. Tớ chưa ăn một lần. Học từ bà, ăn từ mẹ. Như quên được ăn. Không phải dậy mái mới ăn được ấy. Nhưng mà mình ok làm được, nhưng mà mở chỗ này đi ra mấy đâu? Mấy được này. Nhìn đi. Kiểu gì đấy? Chả biết kiểu gì. Đấy được rồi, ok. Đấy. Được không? Ok. Ok chưa? Rồi. Đấy. Rồi. Biết làm bạn biết làm. À. Có những chim núi đây cũng biết làm quá. Thế. Mới làm. Mới đây ở lại với tớ nhé. Ừ chưa? Ừ. Cái lá nó ra đi chứ. Ừ. Sáng mai về sớm. Sáng mốt cái này mình đi hòn lá hay gọi đến. Gọi đến gì? Đá chín. Nó có một nọ tấm mũi gọi đến. Chắc ngon lắm. Lâu lắm nha. Nhà bạn có nhiều gà không? Có mấy con thôi, con gà bé bé. Mình thấy nhiều mà. Ừ. Có mấy con gà mái nhưng mà không có chỗ để. Nó toàn đi để ngoài rừng. Đan được mấy cái thì mệt hết rồi, hỏng hết rồi. Nhưng mà tớ đan xấu lắm. Tớ đan rồi. Mà nó hết rồi thì nó. Ôi cái này đẹp phết này. Trời ơi. Đấy, xấu lắm.
vòng hả? Ba vòng ấy mình đã bảo rồi. Nó siêu thế. Siêu. Sao không biết gói kiểu đấy? Thế gói kiểu gì? Gói kiểu vật đấy. Xây một cái rồi. Đó. À, đẹp đấy. Nhưng mà mình gói xấu lắm. Đẹp mà. Bằng tao đầu nhỏ đi. Nói nhiều kiểu bánh. Tôi có biết gói gì đấy. Gói cái này là gói xấu. Thường thường tết tầm 3-4-50 cái bánh mình gói hết á. Chưa đấy. Cái bánh nhiều nhỉ. Kệ nó. Làm cái này. Nó hết luôn. Ôi dồi ơi, bị thủng hết rồi cái này. Cần nước. Chị ấy để đây. Làm sao đây nhỉ? Chị ấy để đây. Mắc cớ đi giữ nồi nhé.
Ngồi đi. À bóc dế mà. Lạnh thế nhỉ tối nay. Đi vào. Đi thơm lắm. Ngon nhá. Không không đi ngủ, có đi ngủ. Đi hai lần đi nhé. Ừ, dạ. Chân thì ít ớt á, nhưng mà cay rồi á, nhưng mà cay như thế này ngon, nó thích ăn cay. Sao mà ăn được hết thế này? Ăn đi, cô ăn hết. Ngon mà. Lạnh lạnh rồi. Thank you.
À chú à, chú mắc cá đến đấy rồi à? À chú đến nhà bố mẹ cháu rồi à? À thấy chú cho cháu khoảng 15 phút nhé, cháu xong đấy. À cháu. À thấy chú cho cháu khoảng 15 phút cháu xong đấy. Rồi. Một lúc rồi. Cá đây à, chú? Ờ. Bao cân đấy chú? Chú này 5 cân. Cái này nhỉ? Ừ, cái này. Cái này nhiều con. Ừ. 600. 600 à? Cho vào vùi luôn. Cho vào vùi luôn. Cho vào không? Thank you.
Nhưng mà đi mua gói nhỉ? Mua hai. Mẹ lấy cái này nhé. Thank you.
Sao không mặc áo dài lắm? Cảm ơn nhé.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đang phục vụ quốc gia Campuchia, phân loại các yếu khu vực lệ thị trường và các yếu khu vực lệ thị trường.